Chiếu tướng. Sao lại chiếu? Ai chơi chiếu? Nó thích chiếu này, người cầm cái chiếu này mà làm này. Không chơi chiếu tướng, không chơi chiếu tướng. Không chơi chiếu thôi. Đây tốt. Sao lại tốt? Con này nhìn xấu như này mà tốt à? Không phải tốt, lên xấu. Con này tốt ai đi đánh nhau, lên xấu. Lên xấu, đánh. À, lên tốt à, thế thì lên tự âm. Mày áo thật đấy, tượng gì đây? Thế tao hỏi mày, trong bàn cờ có con tượng không? Có. Ừ thì tượng đấy thầy. Mày nhiều cá ở trong nó rồi đấy, đánh đi. Lên tượng à? Lên xe à? Đâu rồi? Ở đây chứ ở đâu? Mày bảo tao lên xe tao ngồi. Điên à, lên xe cứ tướng lên nó ngồi. Ai biết gì đâu, mới lên biết gì đâu. Lên xe à? Mà xe gì không có bánh như này? Chết bịp à? Xe không có bánh. Ông bị điên à? Xe có bánh để nó chạy đi à? Đánh đi. Mày lên xe tí tao ra pháo dí xe. Ơ kia sao tự nhiên đang đánh cờ lại trốn ở đấy là sao? Trốn không pháo bắn chết à? Pháo trốn là bắn đây. Chơi cờ pháo bắn. Đi ra đây. Pháo à? Lên mã. Hai cái thằng này ồn ào thế nhỉ? Mẹ ai đi cháy phố đi. Nhanh lên mẹ ơi. Mày nhờ cái tao muốn nói nè. Đi chậm rồi nha. Mẹ không phải phần lo. Đi với con là mẹ có phải yên tâm. Sao hai mẹ con mình lại ngồi đây hả mẹ? Mày hỏi tao, tao biết rồi ai. Mẹ lấy mạnh xem nào. Mày nhiều cái thằng không muốn nói rồi đó. Rồi, lên đi. Ok chưa mẹ? Mày đi tử tế mà. Mẹ cứ yên tâm, lần này là chắc chắn. Ơ, sao thế? Con bắt đầu thấy đó hơi cấn rồi đấy. Nhanh lên mẹ. Sao đi nhớ đổ đầy cho mày nhá. Tình hình con thấy như này không ổn. Mẹ con mình chắc phải đi xe khác thôi. Mày có đẩy được không đó? Từ giờ đến tối kiểu gì chả đến. Chắc chắn không? Chắc chắn. Nguồn thi. Xin miếng. Tao chỉ cho những thằng fan MU ăn thôi, còn mày không phải fan MU. Phải không? Đây, fan MU đây. Đã quá muộn màng. Tao đã là fan của MC. Bọn MU, cút. Đâu? Thằng nào fan MC? Đây. À, lại gọi cả đồng bọn trong hang ra. Tao cho mày 5 giây để cởi cái áo MC ra. Ghê gớm nhở. Không bao giờ. Ê từ. Mẹ hãy thử ăn bim mực đi. Wow, ngon ghê. Lại chả không ngon. Thế bây giờ mẹ theo phe ai? Hả? Gì đấy? Nhìn gì đấy? Ê thằng cắt tóc, cắt cho tao nửa cái tóc. Ngồi mẹ vào đây đi. Ê thằng cắt tóc, ở đây có những dịch vụ gì nhỉ? Cắt tóc, gội đầu, để chia tay. Thế thì cho hai bát cơm rang dưa bò. Cắt gì đó xem nào. Mày thiết kế cho tao kiểu đầu chọc thì nó đẹp đẹp xem nào. À mà đây có dịch vụ cắt tóc hồi sinh người chết không? À mà không thì mày cắt cho tao cái đầu gì mà trai gái nhìn vào đều thích cả. BD mà thích tao càng tốt nhá. Mà này thằng cắt tóc, bình thường mày cắt đầu trên thế mày có cắt cả đầu dưới không? Đầu nào cũng cắt. Thế thì mày cắt cho tao cái đầu gối. Xong rồi, để anh toán này. Tóc tài, được đấy. Ê thằng Thu Ngân, cho tao xin cái giá phải trả. Dạ anh trai, cho em xin thông tin. Cái gì? Anh cho em xin thông tin này. Cái gì? Chua bố cái địa chỉ ấy. Khu 2, Hoàng Cương, Thanh Ba, Phú Thọ.